Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Su Taki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã làm được một cái găng tay vô cực của Thanos này các bạn ơi. Với cái găng tay này á thì mình có thể làm được rất là nhiều thứ luôn, từ đào bới này rồi tấn công, cũng như là còn có thể chuyển sang chế độ sáng tạo nữa, và còn kèm thêm một cái rương Ender nữa nè, rất là tiện lợi luôn. Và một cái bộ giáp của Batman giúp mình có thể chiến đấu tốt hơn, với hiệu ứng sức mạnh, steel và một cái dòng gì nữa. Ngoài ra thì trong thời gian giữa hai tập thì mình có xem lại cái kho chứa của mình và vô tình phát hiện mình có những cái Missile nè. Cái này thì mình có thể sử dụng và kết hợp với cái bộ giáp robot máy bay phản lực và tấn công tầm xa nha, giống như là bắn quả tiễn vậy á. Để bây giờ mình sẽ ra ngoài và test cái quả tiễn này cho các bạn xem luôn. Đầu tiên thì cởi giáp này ra trước đi, sau đó lấy cái bộ giáp máy bay phản lực nè và biến hình. Đó, giờ thì mình sẽ biến thành dạng máy bay nhá. Với cái dạng này thì mình có thể sử dụng được cái missile á, mình gọi tắt gọi cho ngắn gọn là cái tên lửa các bạn ơi. Và mình sẽ đây có đàn bò kìa. Mình sẽ quay lại một hướng giống như vậy và tấn công. Búp. Ý. Ủa sao bắn không được? Ui chục. Ui bắn được. Ui, bắn không khéo là mình bị mất máu luôn á. Ui cái này cũng nguy hiểm dữ ta. Bay dạng thấp thôi, bay thấp thôi. Cái này cũng khó bắn hòa, nó không có dễ ngắm đâu các bạn ơi. Phải làm sao để ngắm chuẩn ta. Mình muốn test thử coi một hit bắn có chết được con bò hay không thôi. Đây nè, con bò này mấy máu đây? Bò này 67 máu hả? Được. Giờ mình sẽ đứng xa xa ra, sau đó quay ngược lại nè và bắn một phát. Bùm. Ui hụt lắc luôn. Góc nhìn thứ ba này khó lái máy bay ghê luôn á, và còn ngắm nữa chứ. Coi mình sẽ bay chậm chậm lại một cái, rồi sau đó bắn con bò. Bùm. Ủa nổ cũng to lắm mà sao không chết con bò vậy? Bò tính queo kìa. Trời ơi. Bắn nguyên một cái rocket vô mặt mà mất có một máu nè các bạn ơi. Cái này tên lửa chả khác nào gãy ngứa con bò hết trơn á. Ok, để mình bắn lại coi, biết đâu nãy mình bắn hụt rồi sao. Đây nè, bắn lại nè. Rocket, bùm, nổ. Lần này coi mất bao nhiêu máu. Ui, lần này nó còn có 29 máu này các bạn ơi. Tính ra nó mất cũng được hai mấy 30 máu á. Wow, cũng được á nha. Nhưng mà công thức chế tạo của nó thì hơi phiền một xíu á. Thì mình phải làm thêm những trái TNT nè, mất công farm thêm cát thôi. Nhưng mà không sao, để sắp tới nếu mà mình tìm được vùng sa mạc á thì mình sẽ farm nhiều cát, rồi sau đó chế tạo thiệt là nhiều những cái hỏa tiễn và trang bị cho bộ giáp máy bay phản lực này, để chúng ta có thể tấn công tầm xa như một cỗ máy chiến đấu nha. Ui trời, lộn rút này. Bắn bắn vô đàn bò. Ui, đàn bò yếu yếu máu là bắn đùng phát chết hết luôn. Được á nha, cái này đem đi cà kẹ mấy cái anh ăn cướp ban đêm là hết sảy luôn các bạn ơi. Thôi, test mấy cái bò tới đây thôi, bây giờ thì mình sẽ về nhà để bắt đầu cái công việc chính trong ngày hôm nay thôi nào. Và tập trước á thì mình đã phát hiện một cái vùng đất của Wakanda trên một cái hòn đảo các bạn ơi. Đây, hòn đảo nó nằm ở giữa biển giống như vậy nè. Và mình sẽ có công việc ở bên hòn đảo đó, đó chính là đi tìm một loại khoáng sản hơi bị hiếm một xíu, đó chính là Vibranium ấy. Để mình viết ra trên đây cái đá. Đây chính là Vibranium Ore nè. Và cái này á thì mình có thể sử dụng để làm một vài bộ giáp khá là mạnh đó nha, như là đồ của Black Panther nè, cũng như là những bộ giáp của Iron Man và Ultron nữa. Giáp Ultron này các bạn ơi, hơi bị xịn luôn á nha. Nhưng mà đầu tiên mình cần phải tìm được Vibranium cái đã, rồi mới bàn tới việc chế tạo sao, chứ chưa tìm được mà đồ chế tạo thì hơi bị khó. Rồi giờ thì mình sẽ cắt bớt những thứ không cần thiết vô trong lại đi. Thịt bò thì mình sẽ nướng lên thêm cái đã. Đây, mình sẽ nướng thêm ít thịt bò để xíu có cái mà đem đi ăn dọc đường. Và mình cũng có farm thêm những cái xương rồng này, và công dụng của nó mình sẽ kết hợp với redstone. Ở đây mình còn ít redstone nè, nén nó lại thành khói đi. Cũng như là thuốc súng á, để mình làm những cái giấc mơ của người đào mỏ. Có được giấc mơ người đào mỏ thì mình có thể đào nhanh hơn mà không cần phải dùng cúp á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo giấc mơ người đào mỏ luôn, theo công thức giống như vậy. Nó được bao nhiêu cái đây?
À, được có hai cái. Hình như thiếu redstone thì phải, để mình lên trên đây mình tìm thêm coi. Nè, trên này mình còn cái đống nè. Sau những lần đánh những cái con cổ viên hồ cũng như là farm dưới cái khu mỏ, mình được quá trời redstone luôn. Giờ mình sẽ chế tạo ra nhiệt khói và làm lại theo công thức giống như vậy. Được bao nhiêu? Được 7 rồi. Lần này thì nhiều hơn một tí rồi đó. Cũng đủ để mình đào khoảng không biết cái này tỷ lệ nó là bao nhiêu ta. Mình sợ nó hiếm hơn cái vibranium mà mình dùng để chế tạo bộ giáp của Skytrain này thôi á. Nhưng mà cần phải kiểm tra thử các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cất những thứ không cần thiết vô trong đi. Kính thì cho vô đây nè. Găng tay vô cực thì chắc phải mang theo thôi, nhiều khi mình cần á. Và bộ giáp của Batman thì mình sẽ đem xuống dưới và cất nhá. Mình quên mất, mình tự nhiên mình tháo cái ủng ra để cho nó rớt nhanh xuống á, thành ra nó rớt xuống đây cái ngỗng của tỏi luôn rồi. Để bây giờ mình sẽ mặc lại cái ba lô trước cái đã. Đi trèo độ thôi mà cũng té gãy chân nữa. Rồi máng bộ đồ của Batman vô trong thôi đó. À đây 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 đây, cái ủng đây. Cái ủng mình mặc vô mất tiêu rồi. Và thử treo bộ giáp của Skytrain vô coi. Wow. Ê, ê, ê. Ủa sao trồng cái chuối rồi. Ui bộ giáp bị gì á? Ui đứng lên đứng lên, đang trưng bày mà. Ui bộ giáp mình nó bị trồng cây chuối rồi các bạn ơi. Sao kỳ gì kỳ vậy? Ủa cái nón bình thường nè. Ôi chưa chưa chưa, không bình thường các bạn ơi. Cái nón nó ra phải treo phía trên này chứ, sao nó bị thấp hết xíu rồi. Cái áo thì cũng bình thường. Đó 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 đó, bắt đầu treo cái quần vô là nó bị trồng cây chuối các bạn ơi. À chắc là tại cái quần rồi, cái quần này ảnh hưởng đến nguyên cái bộ giáp luôn. Trời ơi, tại cái quần mà ảnh hưởng mình không có treo lên được chứ. Tiếc ghê. Thôi kệ đi, để từ từ mình sẽ tìm cách khắc phục cái nhược điểm trồng cây chuối của bộ giáp sau. Giờ thì mình sẽ đặt một cái điểm ở bên cái vùng đất Wakanda nhá. Mình sẽ đặt ở ngay chỗ cát này đi. Ừ hé, bên đây quá trời cát nè. Để sắp tới thì mình sẽ đây đặt lên Wakanda nè. Để mình qua đây mình đào thêm một ít cát mang về nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo thêm những cái quả tiễn và trang bị vào cái set đồ thôi. Và bên này thì mình không muốn ảnh hưởng đến những người dân trong này á, nên mình sẽ âm thầm lặng lẽ đào xuống tuốt ở phía dưới nhá. Phải sang đến đây, mình sẽ làm một cái thí nghiệm nho nhỏ là cái găng tay của Thanos này. Mình có thể kiểu như là đập được Bedrock không nhá? Tại vì Bedrock là một khối có thể nói rất là cứng trong Minecraft luôn. Rồi giờ thì mình sẽ đào một lèo xuống phía dưới và cái này là limonite. Đào được limonite luôn nè. Và limonite thì mình có thể nung ra thành limonite ingot dùng để chế tạo đồ của Robin. Robin logo nè. What? Rồi Vision nữa. Ui, ê, cái limonite này chế tạo được nhiều giáp siêu hùng lắm các bạn ơi. Mà cái loại này hổm ra mình tìm đâu có đâu. Như vậy thì ở phía dưới thế giới Wakanda này có rất là nhiều loại khoáng sản khác mà mình cần phải tìm kiếm luôn. Ý dưới này còn có con mỏ bông hoang nữa nè. Ý có thêm limonite nè. Wow, vậy là phía dưới vùng đất Wakanda có thêm loại khoáng sản đó chính là limonite nhá. Còn vibranium thì mình chưa gặp nên mình chưa biết rõ. Trên này vẫn còn nè. Ui xịn thiệt các bạn ơi. Cái này có sắt đèn mình sẽ đào luôn. Cái này là gì đây? Platinum à, ok Platinum cũng nên lấy để làm những bộ giáp của người sắt cấp độ cao hơn á. Rồi phía bên này thì còn loại nào không nè? Này có sắt đen nè, giờ mình có găng tay của Thanos phù hợp một xíu á, nên công việc đào bới của mình nó cũng dễ dàng hơn. Và sẵn tiện đây mình sẽ thử khám phá thì cái khu mỏ bông hoang ở trong thế giới siêu anh hùng này như thế nào nhá. Tính ra nó cũng nhiều khoáng sản quá chứ. Cái này là bronze thì không cần đâu, sapphire thì có nhiều rồi. Đây cái này là platinum nè, đào được. Cứ đào mang về đi. Và bây giờ thì mình có thể chứa để mình chỉnh sang cái gì ta, cái space space gem á. Đây nè, cái này là giống cái rương Ender các bạn ơi. Mình có thể cho đồ mình vô trong nè, cho mấy cái rương này đi. Tại cái đó mấy đó mình lỡ mà đặt nhầm á, nhiều khi nó lại phá hủy cái vùng đất ở phía dưới cái thế giới Wakanda này nữa thì mệt. Rồi đào thêm một ít cái loại này. Nãy giờ mình đào được nhiều ta, 8 cái limonite rồi. Trên này vẫn còn nè, để mình lên đây mình đào nốt nó luôn. Đào ra một cái. Ủa nhưng mà limonite này tỷ lệ nó ra không có nhiều ha. Một lần nó xuất hiện có một hai cái à, đào lâu muốn chết luôn á.
Ui mới nói một hai cái nó đang làm bốn cái cho mình luôn nè. Bữa nay còn thêm nè, để mình lấy luôn. Ơ pha chỉ nữa. Ủa chỉ mình cũng khá là cần á. Vì những bộ giáp siêu tồn này hầu hết nó làm từ những cái gì ta, cái sợi chỉ. Ui trời ơi, hỗn xược. Mình sẽ kích hoạt cái power gem nè, búng một phát cho người chết. Nhện hỗn xược ha. Ây da, chết rồi. Robot nhưng mà bị trúng độc á, nhiều ghê luôn á. Rồi và mình sẽ lấy những cái chỉ này về nhá. Sẵn nó đập luôn cái spawner đi, để không thôi nó ra mấy con nhện nó cắn mình trúng độc ngủm ngủ tỏi dưới này thì quê lắm luôn á. Rồi và ui dưới kia có khói nhiễm phóng xạ kìa. Được á nha, nhưng mà mình cần phải lưu ý cái phần gem cái đã, đổi đúng cái ngọc mới được, ở cái đá mới được đúng không thôi. Úi trời ơi, xài nhầm đá lẽ không có chết cái địch từ đó. Rồi và xuống dưới đây lượm cái phần cái ta, cái này là khói nhiễm phóng xạ trước cái đã. Rồi vứt nó vô trong ba lô. Nó thấy không, mới nhặt vô có xíu thôi mất cả đống máu rồi. Này là titanium nè, có thể lượm được luôn. Lượm vô nè. Rồi bên này có gì? Có limonite, lượm tiếp lượm tiếp. Giờ tranh thủ có thì cứ đào các bạn ơi, để sắp tới mình cần chế tạo á, mất công đi farm nữa thì phiền lắm luôn ý. Rồi phía trên là có lightning stone, hay là chắc nãy mình cũng hơi dở ha, phải chi mình đem theo một bộ giáp siêu hồn thì hay biết mấy, nó sẽ tăng sức phòng thủ hơn rất là nhiều. Tại vì mình thấy tự nhiên anh hùng bên DC lại lại trang bị vũ khí bên Marvel thì nó hơi ngược ngược á. Nên mình cũng không có mang theo. Rồi và phía bên này là limo này nữa nè, kim cương nữa. Kim cương để mình lấy cái cúp ultimate ra mình đào cho nó được nhiều hơn nhá. Đó, được bao nhiêu đây? 14 viên luôn, quá là dữ. Và phía bên này là titanium này mình sẽ đào về. Rồi còn không? Hết titanium rồi, palladium lượm luôn. Rồi và hiện tại thì mình đang ở tầng thứ 11 nè, để mình sẽ bắt đầu sử dụng cái giấc mơ của người nào mỏ để mình có thể tìm ra được những cái vibranium và mang về nhá. Mà trước thì mình sẽ bước mấy thứ không cần thiết đi cái đã. Rồi, giấc mơ của người đào mỏ. Bùm. Đó. Mở ra cả đống luôn. Và dưới này mình thấy có khá là nhiều những cái limonite nè. Bây giờ mình sẽ đào ra nhá. Đầy limonite nữa nè. Quá đời luôn. Được được bao nhiêu rồi? 33 rồi. Quá xịn quá xịn. Bên này vẫn còn nữa. Nhưng mà mình cần phải tìm cái vibranium trước cái đã. Ui ui chưa 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 mình nghe tiếng pho tượng. Ui các bạn có nghe tiếng pho tượng không? Rõ ràng mình mới nghe tiếng pho tượng nhúc nhích nè. Kim cương ngay để mình đào kim cương luôn. Ui đừng có hù nha, pho tượng nó dịch chuyển mình đến một cái không gian nha, kiểu như là giữa thế giới á, là mình toang luôn á, mình mà không biến hình kịp là mình sẽ rơi vào The Void và chết que luôn. Nó nghe tiếng pho tượng nhúc nhích nữa rồi. Chơi mà chơi nhúc nhích hù người ta hoài vậy. À xuất hiện trước mặt đi cho đỡ sợ coi. Ui đằng kia có cái xe mỏ lơ lửng luôn kìa các bạn. Không nghĩ sao mà nó xuất hiện kiểu vậy được luôn á. Để kiểm tra coi trong xe mỏ này có cái gì. Có vàng, có than, ba lô dơi thì lượm mang về được nè. Rồi và lấy luôn những cái khối emerald này vì nó hoàn toàn miễn phí. Theo như mình đoán thì vibranium nó sẽ không xuất hiện ở mấy tầng trên này rồi, giống như cái gì ta, transphonium lần trước mình tìm á, nó ở tiếp tầng ở dưới bedrock cơ. Cái này gì, cái này là amethyst hả? Lượm luôn đi. Ồ, chắc bây giờ mình phải đào xuống phía dưới một xíu nữa các bạn ơi để tìm cái vibranium thôi. Cái này là emerald thiệt nè, đào luôn. Wow, có cái găng tay vô cực này đào xuống ghê á, nó có thể thay thế hoàn toàn cái cây cúp của mình. Coi còn loại khoáng sản nào mà mình chưa lấy kịp không. Cái này có khói nhiễm phóng xạ nè, lượm luôn. Rồi vứt vô trong thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đào xuống phía dưới để đi tìm vibranium nha. Mình còn có 6 cái gì ta, cái giấc mơ người đào mỏ thôi nên cũng cần phải lưu ý đó. Rồi đào xuống một xíu nữa, hy vọng đừng gặp lava, nếu không thôi robot này là bị chết cháy như trời á. Ở bedrock nè, đây là thời khắc quyết định, liệu găng tay vô cực có thể phá hủy được khối bedrock. No. Vô cực thì vô cực nhưng mà vẫn không phá hủy được bedrock các bạn ơi. Mình biết sao không cho phá hủy rồi nè. Một phần á, là sợ mình gớt xuống Devoid á, tại vì ai gớt xuống Devoid thì cũng ngủm cũng tội thôi. Chế độ sáng tạo còn ngủm mà ủng hộ mình chỉ là một người thường thôi. Thôi kệ đi, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Giờ mình sẽ
sử dụng giấc mơ người đào mỏ. Đó đó, ở dưới tầng thấp này các bạn có để ý không? Nó sẽ có một cái làng làng bụi nhỏ nhỏ đó. Đó đó, nhìn rất là đáng sợ luôn và tầm nhìn cũng bị hạn hẹp đi rất là nhiều. Rồi, cất cái khói phóng xạ vào trong nè. Đào tung stand trước đi. Cái này rất là cần thiết. Và vibranium vẫn chưa thấy đâu hết. Ủa, có thực sự là nó ở dưới thế giới Wakanda này không? Hay là nó nằm ở một thế giới khác ta? Mình nghĩ nó ở dưới, dưới này thôi, nhưng mà tỷ lệ nó hơi hơi thấp á các bạn ơi. Để mình kiên trì mình tìm thêm một xíu nữa coi. Cái này là kim cương thiệt nè, lượm mang về liền. Thấy gì chứ, tới hồi cần là mình không có mà xài đó. Rồi, và cái này là ruby hả? Đào luôn. Đào ruby luôn nè. Vibranium lượm tiếp. Ui nhưng mà thiệt nè, không có cái vibranium luôn nè. Hay là nó không ở hành tinh này ta? Ui mình nghi lắm á, mình nghi nó không ở hành tinh này các bạn ơi. Chắc sắp tới mình phải sắm một cái bộ giáp nào có khả năng bay thiệt là cao mà ha, có thể vượt qua khỏi cái hành tinh này để đến một hành tinh khác á. Tại vì trong thế giới sinh hồn này có tới, mình không biết rõ là có bao nhiêu hành tinh nữa, nhưng mà có nhiều hành tinh lắm các bạn ơi. Chắc phải sắp tới phải đi qua một hành tinh khác rồi, chứ tầm này là mình thấy không tìm được cái vibranium rồi á. Buồn ghê ta. Chưa, để mình sử dụng nốt 5 cái minor cream còn lại cái đã. Biết đâu được một xíu mình lại tìm ra được thì sao. Phải kiên trì lên mới được, không được từ bỏ. Rồi lấy nốt cái số Lightning Stone này đi. Tung stand nữa nè. Và bên đây là Emerald nữa hả ta. Ui sao mình mỗi lần xuống cương mỏ mà dùng minor cream đó là mình cứ bị cuốn trong việc đào mấy cái khoáng sản à các bạn ơi. Đào một hồi bị ghiền. Đào lia lịa luôn á. Rồi giờ thì tiếp tục sử dụng tung stand nè. Giờ thì tiếp tục sử dụng cái giấc mơ của người đào mỏ nè. Cái này là gì đây? Transponium lượm luôn. Cái này lần trước mình tìm cái buổi trời lần á. Kèm theo tung stand nữa nè. Rồi và tiếp tục là Limonite. Ui hồi nãy mình cứ tưởng cái loại này khó tìm cực, ai dè mình đào một hồi được ha, một stack với 14 luôn rồi nè. Vậy là sắp tới mình có thể sử dụng thoải mái luôn. Vậy là sắp tới phải chế tạo bộ giáp xịn hơn, hoặc là nâng cấp bộ giáp của Iron Man á, để cho mình có thể bay vượt cái hành tinh mình đang ở các bạn ơi, để tìm một hành tinh khác á. Chứ tầm này tìm vibranium là thấy không có cơ hội rồi. Ê chưa, cái này là có kiến, đào ra là kiến cắn chết á, không đùa đâu. Buồn vậy ta. Đổi hướng coi coi có độ giận không nhá. Biết đâu đổi hướng thì lại gặp thì sao. Xuất hiện đi. Có không. Ui chưa. Khối kim cương nè. Hai khối, ngon. Và thêm khối vàng nữa chứ. Tung stand nữa nè. Rồi vậy là giấc mơ tìm được cái vibranium của mình đó không thành hiện thực rồi các bạn ơi. Mình thấy cái này nó đâu có đâu. Mình cũng tìm kỹ lắm rồi mà. Toàn là toàn là Limonite luôn á. Lúc nãy nó mới nói nó hiếm giờ nó ra. Đào chán luôn. Rồi nói chứ cũng phải gán đào rồi chứ biết sao giờ. Ủa nhưng mà thiệt sự là không có hả ta. Ở đây còn ngay slam chân nữa nè. Ra con slam luôn chứ. Ok còn 3 cái để mình mở nốt luôn coi. A few moments later. Vibranium. Nhìn hình thì nó sẽ là một cái giống như khối đá, nhưng mà ở giữa có cái tím tím các bạn ơi. Nó cũng dễ nhận biết lắm. Nhưng mà có vẻ ở đây không có rồi. Chắc ở hành tinh mình không có hay sao ấy. Ủa. Buồn luôn. Không có rồi các bạn ơi. Nè nó toàn là tung stand với một vài lò khoáng sản nãy giờ mình đào thôi hả. Xong luôn. Người ta nói tính trước bữa hôm qua là có thiệt các bạn ơi. Tính cho cố vô cúp cục. Không tìm được thêm một cục vibranium mang về nữa. Quê thiệt sự luôn á. Nhưng mà không sao. Dù sao sắp tới mình cũng sẽ chế tạo thêm những bộ giáp khác mà. Từ từ khi mà mình có giáp xịn thì mình sẽ đi đến những hành tinh khác và tìm ra cái loại vibranium đó mang về để chế tạo nha. Chứ không thể nào hay chịu thua như vậy được. Rồi giờ thì mình sẽ ở dưới này á, farm nốt cái số khoáng sản mà mình vừa tìm được các bạn ơi, để mang về và sử dụng trong thời gian sắp tới luôn.
Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi, và bây giờ thì mình sẽ tạm gác qua cái chuyện đi tìm cái lợi khoáng sản vibranium đi, và mình sẽ bắt đầu cái chương trình test sức mạnh của giáp thực sự nhá. Và mình sẽ đi xuống dưới để đi lấy cái bộ giáp của Batman trước cái đã, tại vì trong phim á thì mình thấy Batman thường truy đuổi một cái tên, đó chính là tên Joker á, một tên chuyện phá phách luôn, để mình sẽ cởi bỏ cái bộ giáp của máy bay Skydrive và mặc vào bộ đồ Batman nè, rồi sau đó treo lên đây nhá. Một khoan thôi, không treo đâu. Treo cái vậy nó cứ bị chồng cây chuối mà nhìn tiếu thiệt sự luôn á. Mình sẽ chế tạo ra thành cái máy bay mô hình và nhét vô cái ba lô nhìn cho nó gọn hơn. Sau đó lên trên. Trong những chuyến khám phá lần trước á thì mình có nhặt được một cái viên, đó chính là Cloud Prince of the Cream nè. Cái viên này hình như triệu hồi ra tên, ý chưa có lấy, chị hỏi cái tên Joker hay sao ấy, tại vì trong này nó có ghi từ Boss Joker nè, và difficult là 2 thôi, độ khó không quá cao á, nên mình nghĩ mình có thể đấm vỡ mồm cái tên đó luôn. Mình nghĩ gì thôi chứ không biết có đánh được không nữa. Giờ thì mình sẽ đấu tay đôi nhá, và găng tay vô cực thì mình sẽ không lạm dụng sức mạnh đâu, nên các bạn cứ yên tâm. Rồi, và chiến trường mình chọn lựa đó chính là gần cái con robot đi. Lỡ mà mình không có đánh lại, mình lấy robot mình cán ngủm của tỏi tên Joker này luôn nhá. Vậy thủ đường chạy các bạn ơi. Rồi, giờ thì chuẩn bị triệu hồi tên đó nè. Hay là mình sẽ lấy thêm táo vàng ta? Hợp lý. Để bây giờ mình sẽ vô trong nhà mình lấy táo vàng cái đã. Biết đâu tên đó có nhiều máu hay sao? Mình có 10 máu thôi nên đâu có thể nào mà phân bì được với hắn. Đây, có 3 trái táo vàng nè. Mình nghĩ với 3 trái này cũng đủ để quýnh tay đòi với tên Joker này rồi. Rồi, giờ thì chuẩn bị cho trận chiến giữa hai người đàn ông nha. Nhưng mà mình cần phải lên cái chỗ này đã, xa xa ngoài làng càng tốt. Tại vì tên Joker đó ưa tròn lắm các bạn ơi. Hắn chiên đánh bom các kiểu ấy. Ừ, ở đây nhiều kiến vậy. Ôi, không được, gần kiến quá cũng hơi căng á. Đây, bên đây là rất là thích hợp luôn, cực kỳ trống nè. Rồi, chuẩn bị nào anh bạn. Xuất hiện đi, Joker. Bum. Ui, cái gì đây? Trời ơi. Anh quýnh mình theo bầy tích lột cây rồi. À, còn chơi chọi đá nữa. Ui, chơi chọi đá. Chơi ném đá. Ui trời. Ui các bạn coi kìa. Anh quýnh mình dính lột cây luôn rồi. Ây da. Người chọi đá hả? Chơi lấy đá chọi người ta hả? Chọi đá. Ui, chết, mình chọi hộp rồi. Ui, chọi đá. Thích chọi đá. Ui, còn chơi thuốc độc nữa. Thích chọi đá nè, ăn táo. Người chọi đá thì ta, người chọi thuốc độc ăn táo. Thích chọi đá không? Thích. Ui. Tính chất cơ này ghê nha. Chơi thuốc độc nha. Thuốc độc hả? Người chơi thuốc độc ta sẽ chơi vũ khí ha, bí mật của ta đó là gậy sấm sét nè. Dám chọi thuốc độc hả anh bạn? Chơi kỳ thì cũng chơi chọi thuốc độc rồi. A few inches later. Hồi nãy nghe đồn người chọi thuốc độc ta đúng không? Vậy người có biết mùi sét đánh là như thế nào chưa hả anh bạn? Ngon lại đây. Có ngon lại đây. Có ngon lại đây. Úi trời. Úi chết thật, mình đánh bác bé heo thành sân bay Batman luôn rồi. À, ngươi lọt xuống hố. Xuống hố hả? Ngươi có biết nha sức mạnh của cái miếng thịt heo chưa? Ui chưa. Ui bình tĩnh. Ui hắn quýnh đào lắm các bạn ơi. Ui bộ giáp mình gần hỏng rồi nè. Thôi. Bye bye, see you again anh bạn luôn. Ui cái bộ giáp Batman mình thấy gần gách rồi. Hắn rơi ra gì đây? Những cái thẻ của Joker. Wheel Power. Hoa, như hoa trên đây có sẵn rồi. Trời ơi, ơi có mấy món đồ của... Ý, có bơm nữa nè. Joker rồi này. Ui, hên mà hắn không chọi bơm như mình đó. Hắn chọi bơm chắc mình tan thành mây khói luôn quá. Rồi, giờ thì mình sẽ trở về nhà thôi các bạn ơi. Chắc mình về nhà mình giá lại bộ giáp này quá à. Nếu không nó gách, mình sợ nó gách luôn á. Công tình mình chế tạo hổng rài để mới có được một bộ giáp của Batman. Rồi vô trong nhà và enchant thôi nào. Đây mình sẽ lại cái chỗ enchant nè. Cho cái quần vô. Enchant cho nó dòng gì ít tốn kinh nghiệm ta. Bảo vệ thử xem. Sửa lại cái. Ui enchant bảo vệ ít tốn kinh nghiệm cực các bạn ơi. Được rồi nha, sửa lại nè. Rồi tới cái áo. Kế đến là cái nón. Rồi như vậy thì mình đã sửa xong cái bộ giáp của Batman rồi, không sợ bị hư nữa. Sau đó thì mình sẽ test thử cái bơm của Joker nó sẽ như thế nào. Nhưng mà test bơm thì phải xa xa nhà nhá.
sợ tới trần nhà quá, nó lỡ nó sức công phá lớn banh luôn qua làng, cái lộ căn cứ của mình ở dưới đất nữa là toan ấy, không được không được. Ui trời, mình nhảy lọt xuống hố. Rồi ba, mình sẽ mặc lại cái ba lô để có thể nhìn trong bóng đêm nè. Đi về hướng nào ta? Cái găng tay vô cực đâu rồi? Đây găng tay vô cực nè. Hồi sớm á mình nghịch nghịch không biết ngay viên đá nào nữa mà nó cho mình quá trời tốc độ luôn. My gem này hình như cho mình kháng lửa hay sao ta, đúng không? Không biết có phải không nữa. Không biết. Đợi đá coi. Space gem là dịch chuyển thôi. Dùng space gem để chạy nhanh hơn nè. Rồi sau đó mình sẽ test cái Joker này nha. Test trên con nào giờ? Hôm bữa mình thấy mấy có mấy con dung. Đây dung hả? Cho người biết mùi bơm của Joker nè. Ngụm của tỏi đi. Ủa mình đâu có ăn quýt đâu. Ngụm của tỏi đi. Trời ơi, mình biết rồi, cái bơm này bơm cho không thôi. Nè, cái bơm này dùng để dọa thôi. Kiểu như mấy anh, người chuẩn bị ngủm như ta đây, ta sẽ lấy bơm đánh người nè. Nhưng thật ra là đây là cái bơm kiểu như mô hình đồ chơi đấy các bạn ơi. Dùng để hù mục tiêu thôi, để cho mấy tên nhát chết á, gặp cái bơm này là chạy á. Đúng là Joker có khác, rất là nham hiểm luôn các bạn ơi. Chơi đánh bơm giả nữa, còn mấy cái thẻ thì sao? Thẻ bài Joker. Thường nó cũng hù dọa người ta không à. Ý, vậy sao hồi nãy hắn đánh mình đau vậy? Thì vậy ra là sức mạnh thật của hắn không phải là như bề ngoài hắn đâu. Nhìn hắn vậy thôi chứ thực ra hắn đánh rất là đau các bạn ơi. Mình mặc đồ Batman mà hồi nãy hắn đánh mình một phát mất 5 tim một lượt á. May mà có táo nó hồi phục lại, nó không thôi chắc mình cũng bị hắn đục hai gái ngẫm con tỏi mất tiêu rồi. Rồi giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ để tiếp tục cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nhá. Giờ thì mình mới để ý những cái pho tượng mà cam cam như vậy nè, phần sàn á nó có rất là nhiều lên trắng luôn các bạn ơi. Đây chính là cơ hội để mình farm thêm lên trắng nè. Và hôm nay á thì mình sẽ bắt đầu chế tạo thêm một bộ giáp của một siêu anh hùng mới nữa, mà một xíu về thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn xem. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục với công việc farm thêm lên trắng thôi. Vô tư mà farm luôn. 2 hours later. Và nãy giờ thì mình cũng farm được một ít cái len từ cái pho tượng rồi các bạn ơi, còn trên phần tay nữa, nhưng mà trên đó xa quá à, mình cũng khó khăn trong việc lấy á, nên mình chỉ lấy tạm số này nhá. Và được bao nhiêu đây? Ui. Một ít và được mấy stack rồi. Ơi kệ không sao, và có thêm cái loot bag nào mở luôn, kiếm đồ may mắn nè. Ra một cái emerald robot kit hả? Đấy các bạn, cái này là robot con kiến nha, chứ không phải là con nhện nữa. Được á, một xíu thì mình sẽ test thử. Giờ thì trở về nhà và bắt đầu với công việc chế tạo thôi. Và công việc đầu tiên của mình á là tạo ra những cái glow trước. Và công thức của glow thì cần phải có chỉ nè. Và thông thường thì cần phải kết hợp thêm với bột nhộm nữa. Nhưng mà lần này thì mình sẽ làm một bộ giáp của một siêu anh hùng ở nước Mỹ, đó chính là Captain America nhá. Đây. Captain America thì mình cần phải có cái logo trước nè. Và logo thì được làm từ Titanium hả? Titanium trên này mình có luôn. Rồi, ấn nhanh coi có được không? Được luôn nè, được một cái logo. Công thức thì... Ui, còn có ngôi sao nữa. Ngôi sao thì được làm từ glow hả? Làm glow luôn. Ngại gì mà không làm. Làm khoảng 16 đi. Giờ mình có nhiều mà, sợ gì không biết. Rồi, làm luôn cái logo ngôi sao nè. Phúp, được một cái logo. Kế đến là mình sẽ đổi thêm một ít cái red glow. Và red glow thì mình có thể tạo ra từ hoa đỏ hả? Thế mà không biết mình có cái bụi hoa đỏ không ta? Cái bụi hoa bự thiệt là bự á, để mình có thể cho bột xương vào á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi tìm cái bụi hoa đó luôn đi các bạn ơi, để sắp tới mình còn dùng để farm bột màu nữa, chứ mỗi lần cần màu đỏ phải đi hái hoa đỏ thì mệt lắm. Ý phải ở đây nó có thêm, ý có thêm cái lỗ khoáng sản mà hôm qua mình gặp được trong cái thiên thạch rơi nè. Ui, cái này như phải dùng cúp đạo sao ý. Ừ đúng rồi, phải dùng cúp các bạn ơi, dùng găng tay Thanos mạnh quá đào phát nó mất tiêu luôn. Ui cô bạn gái. Ui con bò. Thiệt tình luôn á, thiên thạch mà làm như ha đất hay gì á, đứng lên trên không biết. Cái bị cháy luôn rồi kìa. Ui thiên thạch rơi ngay nhà của mấy bạn gái luôn rồi. Ui mấy bạn gái này đen ghê luôn á, bị thiên thạch rơi trúng ngay nhà luôn. Giữa cái nhà luôn mới ác á chứ. Rồi vào trong này không có đồ trơn à. Lấy thêm cái quặng này coi. Cái này là Granorite. Tên hơi khó đọc một xíu, nhưng mà thôi kệ đi, cứ lấy về trước đi.
Và mình không có hoa đỏ ta. Phải chi mình có hoa đỏ mình tặng bạn gái. Tại vì bây giờ mình cũng chưa có bạn gái nữa các bạn ơi, đang cô đơn nè. Kiếm cô bạn gái dẫn về nhà để dẫn đi chiến đấu cũng khá là tốt á. Rồi thôi, không liên thoại liên thuyên nữa. Mình sẽ tiếp tục với cái công việc đi tìm hoa đỏ thôi. Ý, và bên này có luôn nè. Cầu được ước thấy các bạn ơi. Có luôn và mình sẽ lấy nhanh rồi trở về nhà nhá. Chỉ cần một thôi. Tại vì hoa này thì mình có thể farm bằng bột xương mà, nên rất là thoải mái. Rồi trở về nhà nè. Kết hợp với bột xương ở đây là mình có thể thoải mái tạo ra những cái bột trộn màu đỏ rồi. Trồng hoa ở sân trước luôn nè. Rồi cho bột xương vào. Đó, ra cả đống hoa luôn. Giờ thì bột nhựa màu đỏ xuất hiện, kết hợp với len trắng để tạo thành len màu đỏ nhá. Giống như vậy nè. Rồi giờ thì làm cái red glow thôi. Đây mình sẽ làm hẳn 24 luôn, dùng dài, dùng lâu dài á. Và cần thêm cái blue glow. Blue glow thì dễ rồi, mình sẽ nhuộm len màu xanh nước biển nhá, giống như vậy nè. Rồi sau đó ấn nhanh theo công thức này. Đó, mỗi cái mình sẽ chế tạo một mớ. Và giờ thì bắt đầu công việc chế tạo thôi. Đầu tiên là phần nón của Captain America nè. Kế tiếp là cái áo. Rồi kế đến là cái quần. Quần thì cần cái sắt với Black Iron để làm gì nịch hả? Sắt nè. Ủa, sắt đen đâu rồi ta? Đây sắt đen với vàng nè. Rồi và ấn nhanh công thức cái quần. Cuối cùng là một cái đôi ủng. Đó. Như vậy thì chúng ta đã sở hữu được bộ giáp của Captain America. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ để cho thật là trống trải. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu công việc test sức mạnh của bộ giáp của Shield đội trưởng Mỹ nha. Ui, mấy con kiến xuất hiện rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình đợi cho nó xuất hiện á. Bây giờ mình sẽ vào trong này để enchant tí nha. Tại vì mình nghĩ ít nhất thì cũng phải enchant cho nó một xíu các bạn ơi, cho nó có thể dễ dàng sửa hơn. Đây mình sẽ enchant giống như bộ giáp của Batman nè. Đó chính là bảo vệ 1 thôi. Đây có thể nói là cấp độ bảo vệ ở thấp nhất á, nhưng mà nó sẽ giúp mình có thể bắt đầu công việc sửa chữa bộ giáp. Và xong xuôi, chỉ tốn có một xíu kinh nghiệm à. Và khi mình mặc full vào, ui, nó sẽ cho mình tốc độ hồi phục nè, sức mạnh luôn. Wow, và hình như nhìn trong bóng đêm này là từ cái ba lô thì phải, nên không tính. Ôi, tính ra cũng khỏe quá chứ. Và các bạn có thắc mắc là Captain America vậy còn cái khiên đâu? Nhưng mà cái khiên thì không cần phải chế tạo, mình có thể hồ biến. Búp. Ủa, ở đây nè. Ui, cái khiên nó bay ở xa các bạn ơi. Bay từ nước Mỹ về đây và nên lên xa một xíu. Và mình có thể phóng thoải mái luôn nha. Hôm trước mấy con kiến, ủa mấy con dung này ha, ăn hiếp mấy anh hiệp sĩ hả? Ui trời, con dung này cho ăn cái khiên là ngấm củ tỏi liền. Khiên Captain America trở lại rồi nè. Nó bay về rất là nhanh luôn các bạn ơi. Và con dung mà nhói lên. Anh chưa vô mình thấy con dung bự bên đây nè. Con dung bự hả? Úi, quýnh nữa. Ui, mấy con này quýnh dai ta. Mình không có cách nào để bơi mấy con này lên một lượt nha. Hay là dùng... Ui, nữa mọi người. Mỗi lần muốn test giáp xuyên hồn là lại mưa. Xui ghê luôn á. Này thì nè, mình có găng tay vô cực rồi. Xuất hiện đi. Mình bơi một hay mình diệt cỏ tăng gốc các bạn ơi. Đâu rồi? À, dưới này còn đông hả? Mình sẽ chuyển sang cái viên đá sức mạnh. Power Jam. Ngụm củ tỏi đi mấy cái con. Ngụm củ tỏi đi. Hoành phía dưới ngôi làng nè. Dùng hả dùng. Mấy anh đi ra, có chừng tôi trưởng nhầm một phát là mấy anh ngụm củ tỏi theo nó luôn đó. Úi ui. Đi ra đi. Mình trưởng phát đi 100 máu anh hiệp sĩ luôn rồi. Bó tay mấy này luôn á. Úi ui. Vẫn còn trong này hả? Còn con nào nữa không? Dám ta quái ngay ngôi làng của mình hả? Mấy con này đi ra khỏi ngôi làng của ta nha. Không còn con nào nữa không? Y như còn hay sao? Anh hiệp sĩ này đang nhìn nè. Đúng luôn rồi, hết chưa? Ui, vẫn còn nè. Rồi cuối cùng thì siêu anh hùng cũng đã đánh bại được. Ui trời, vẫn còn nữa hả? Con này cù nhây vậy? Cù nhây. Còn con nào nữa không? Hình như còn các bạn ơi, còn anh hiệp sĩ này mới nhìn nè. Đúng không? À đây. Núp hả? À, di cư, mấy con này di cư các bạn ơi. Mình đập chỗ ở đó, cái nó di cư chỗ khác á. Dám lại phá làng hả?
các ngươi dám phá làng của ta hả? Phá làng nè, ngon lại đây phá làng đi. Quý vị là sạch rồi. Xong. Ôi nhưng mà khoan, ủa, hình như mình đang tự phá làng mình hay sao? Mình làng tự nhiên đang yên đang lành, tự nhiên mình làm bác có cái lỗ ha. Chà bính ở đây luôn rồi. Chết mất không? Ok, mình sẽ cố gắng khắc phục sự cố. Ui. Ui, đang mưa. Mình sẽ cố gắng khắc phục sự cố cái lỗ hổng này trong thời gian giữa hai tập nhá. Còn giờ thì mình sẽ tiếp tục test sức mạnh của cái bộ giáp Captain America này thôi, đội trưởng Mỹ nè. Và với bộ giáp này thì ui, mình có thể thoải mái tấn công tầng xa bằng sức mạnh của cái khiên, cũng như là độ phòng thủ thì mình thấy khá là tốt quá, tại vì cả đàn dung quýnh mình nãy giờ cũng đâu có chết đâu đúng không? Để mình tìm một cái đối thủ nào đó cầm khoảng xíu rồi mình sẽ test thử cái độ phòng thủ của nó thêm một lần nữa nhá. Ủa, và ở tập trước á, các bạn có comment ở phía dưới là viên đá thời gian của mình có thể biến bò bự thành bò nhỏ. Thiệt nè. Ui, mình có thể biến bò bự thành bò nhỏ các bạn ơi, vậy có thể ngược lại không? Đây, viên đá thời gian rồi. Đây, và bò nhỏ thành bò bự. Ui, hay giờ. Ui, cái này thích nha. Ủa, nhưng mà phía này làm gì có tuyết rơi vậy? Ủa? Ủa, làm gì ở đây có tuyết rơi ta? Ủa, kỳ lạ thiệt á. Mình không biết sao ở đây có tuyết rơi nữa. À, cái này là thiên thạch băng. Đúng rồi, cái này là thiên thạch băng chứ không phải tuyết. Mình tự nhiên tuyết nó xuất hiện đâu. Thiên thạch băng nè. Nè. Cái này là gì đây? Ủa, nó có thời gian luôn nha. Thì ra là vậy, cái này là thiên thạch băng các bạn ơi. Hàng gì mà tự nhiên mình thấy có tuyết cái đống ở đây luôn à. Ok, mình sẽ đào một mớ đi, sắp tới nó rớt xuống nữa thì mình sẽ đào tiếp. Còn giờ thì mình sẽ tìm mục tiêu để test sức mạnh của bộ giáp cái đã. Mình không biết vô tình hay cố ý nữa mà lần nào mình muốn đi test sức mạnh cũng bị dính vào mưa hết trơn á. Nên mình đang ngủ đi cho nó tạnh mưa rồi. Và hồi nãy thì trong cái găng tay vô cực của mình. Ý, à, đúng rồi, trong này có một cái viên đá nó cho mình cái đào nhanh với tốc độ nè. Thì ra có hình như viên đá là viên đá gì ta, để mình kiểm tra lại coi. Viên đá thời gian cho mình chạy nhanh với tốc độ các bạn ơi. Đằng kia có con quái vật biển hả? Một búng là chết nha. Rồi và bây giờ thì mình sẽ lấy cái rương của mình coi. Đây Space Jam nè, lấy hai cái rương Pandora Box ra. Rồi sau đó gà giữa cái đảo này nè, để mở hộp các bạn ơi. Cho giảm mức thiệt hại nó xuống á, chứ không mở gần đất liền quá thì toan. Và cái hộp đầu tiên. Bà la, cái gì đây? Ui. Ui, cái gì nhổ vậy? Ba anh em gà chồng lên nhau mà đi. Còn gà thì cho con sói cưỡi lên trên nữa. Ngộ vậy. Ui nè, tình anh em kháng kích ghê á. Gà bé xíu mà cưỡi bé chó bự gấp 2, gấp 3 lần mình luôn. À, chắc biết rồi. Vì gà trong đây á, ưa bị mèo săn nên ha, quyết định ha, thuê một anh ha, chó sói lực lưỡng để bảo kê á. Mình nghĩ là vậy thôi. Trong kia còn nữa kìa. Nhưng mà hình như đang bị con nào tấn công thì phải, bị mất máu. Cũng không biết nữa. Rồi mở thêm cái nữa nè. Hy vọng ra một con boss thì mình có thể chiến đấu coi. Mình là đội trưởng Mỹ mà. Ra cái gì đây? Ui, ra dơi. Ui, cái này thì ra dơi rồi. hai cái Pandora Box không rơi ra con quái vật nào hết. Nhưng mà nói chung á, thì bộ giáp của đội trưởng Mỹ này sẽ có thêm một cái buff á, đó chính là tốc độ chạy tốc cấp thứ 3 các bạn ơi. Cũng như là có thêm một món vũ khí mà mình chỉ độc quyền thôi, độc quyền của đội trưởng Mỹ mới có, đó chính là cái khiên nè. Cái khiên này có thể nói là có thể giúp mình đỡ được luôn nè, có thể giúp mình đỡ được luôn nè, nên rất là tốt á nha, một món vũ khí độc quyền của Captain America. Ngoài ra còn có thể tấn công tầm xa thay cho một cái cây cung nữa. Đây, test thử trên bé heo nè, phóng một cái. Ui, nhưng mà phóng một rồi. Phóng lại nè, đó, cái khiên Captain America có 5 đam luôn. Nhìn cho hợp mới nhưng mà tấn công có 5 đam mà.
Nói chung thì chủ yếu thì đây là vũ khí độc quyền thôi các bạn ơi. Với cả nó có thể phòng thủ được nên mình đánh giá đây là một bộ giáp cũng khá tốt á nha. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo thêm một bộ giáp của siêu anh hùng mới nữa, đó chính là Captain America, với một món vũ khí độc quyền đó chính là cái khiên á. Nhưng mà nó tấn công không mạnh cho lắm các bạn ơi, nhưng mà kệ đi. Và sắp tới thì mình sẽ cố gắng chế tạo thêm những bộ giáp siêu anh hùng có khả năng vượt những cái hành tinh khác nhau á, để mình tìm cái loại vibranium coi coi nó có thực sự là ở những cái hành tinh khác không nhá. Chứ ở dưới Trung Quốc Wakanda mình tìm miết mà không gặp các bạn ơi, rất là tiếc luôn. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.